Rõ hơn về sản phẩm, Hoàng Đăng sẽ cung cấp một vài thông số cho quý vị nắm nhé. Máy sử dụng dòng điện 1 pha 220V, cùng với đó là công suất đầu vào 10.1 kV/A, 6,6 kW cho dòng điện đầu ra từ 20 đến 200A. Với hiệu suất hoạt động có thể lên đến 85%. Sản phẩm này có thể hàn trên các loại vật liệu như là sắt, thép hay là inox với que hàn từ 1.6 đến 3.2 mm, phù hợp sử dụng trong gia đình nè, các xưởng gia công cơ khí chuyên nghiệp hay là sử dụng tại công trình nữa. Và một ưu điểm mà quý vị không nên bỏ qua ở sản phẩm này, đó chính là sản phẩm có thể giúp tiết kiệm điện lên đến 60% so với các loại máy hàn truyền thống, đồng thời có thể hoạt động ổn định kể cả trong trường hợp dòng điện bị yếu. Và cùng với đó là một nút để giúp chúng ta thông báo quá tải quá nhiệt, giúp bảo vệ máy hoạt động bền hơn, lâu hơn, giữ tuổi thọ cho máy cũng như là đảm bảo an toàn cho người sử dụng nữa. Quý vị thân mến, nếu mà quý vị thấy yêu thích và cảm thấy muốn sở hữu ngay sản phẩm này cho gia đình của mình thì đừng ngại ngần để lại tên và số điện thoại ở phía dưới comment, chúng tôi sẽ liên hệ và giao hàng tận nơi cho quý vị luôn. Hoặc quý vị cũng có thể đến ngay những đại lý của Hồng Khí trên toàn quốc để rinh ngay em này về nhà của mình nha. Quý vị cũng có thể tham khảo những sản phẩm máy hàn khác của Hồng Ký bằng cách truy cập vào website hongky.com để chúng ta lựa chọn và tìm kiếm cho mình sản phẩm phù hợp nhất. Đừng quên like và subscribe kênh YouTube của Hồng Ký để đón chờ những video clip mới nhất. Còn bây giờ thì Hồng Đăng xin chào và hẹn gặp lại.